Sương gió phủ đời trai, tiền tài che mắt gái. Hay vô chào 1 triệu anh em đã trở lại với cái channel Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình quay lại một cái con game có tên là Mufika SS16 và làm ngay và luôn cái nhiệm vụ ở Atlant. Thì nhiệm vụ này là một cái nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta sở hữu được một cái con pet là nhân 5 nha anh em. Thì nhiệm vụ nó rất là đơn giản thôi, các anh em chỉ cần di chuyển lại cái map Atlant không như cái chỗ mình đang đứng bây giờ đây, thì chúng ta sẽ bấm vào một cái NPC cố định. Thì ở trong cái NPC đó kêu chúng ta đi giết những con vật gì thì chúng ta có thể là đi tìm quà để đi farm nha anh em. Thì một lần giết như vậy đâu đó tầm khoảng là 70 con, thì tùy theo mỗi ngày mỗi nhiệm vụ nó sẽ có khác nhau từ cái con quái. Thì chúng ta có thể là đi từ chỗ để farm nha anh em. Thì cái bãi quái này thì các anh em có thể là đi theo mình đi dài lên cái bãi cổng trên nha, để mình sửa soạn một số skill rồi mình sẽ đi farm quái cho các anh em xem nha. Và hiện giờ mình đang review PA cho một cái con game có tên là Mufika.com và ở phiên bản là SS6 nha. Những anh em nào muốn gia nhập vào một cái guild của mình có tên là guild anh em Macau nha anh em, thì có thể liên hệ qua cái Zalo của mình. Zalo của mình nó rất là dễ luôn, chừng nữa mình sẽ ghi một cái Zalo ở trong phần là comment để cho các anh em biết ngay và luôn nha anh em. Thì hiện giờ mình đang tới một cái bãi quái để farm cho anh em xem. Các anh em thấy không? Ở ngay đây là một cái bãi quái. Thì các anh em nhìn vô nè, ở đây là mình đang farm là còn được 35 con quái nữa là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ ở đây và nhận được một cái con cáo. Thì con cáo này các anh em liên tưởng tới một cái con game có tên là Mulock Container phiên bản là Luffy. Ở lốc tàu thì bữa hổm mình đã có like, đã có review rồi. Thì hôm nay mình sẽ nhắc lại cho anh em biết thôi. Cái con cáo này còn gọi là cái con cáo ga ve nha anh em. Ga ve các anh em nhớ cho kỹ nha. Thì ở đây mình còn 20 mấy con nữa mình sẽ nhận được cái con cáo cho anh em xem nó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái con pet nhân 5 mà nó có thời hạn sử dụng cho mình chứ không phải là thời hạn mãi mãi hoài vĩnh viễn được nha anh em. Còn những cái thời hạn mãi mãi vĩnh viễn thì chúng ta có thể là quay ở trên vòng quay may mắn. Nếu mà chút xíu còn thời gian rộng rãi thì mình sẽ làm 1-2 cái sự kiện nữa để cho các anh em xem. Thì khi chúng ta gia nhập một cái con game Mufika thì ngoài việc mà vào trải nghiệm đi farm thì chúng ta không cần phải làm gì hết, không cần phải đầu tư quá nhiều, không cần phải làm những cái mà cao sang, vì đây là một cái server dành riêng cho những anh em nào đam mê, những anh em nào cài để vào trong đây để trải nghiệm. Vì ở đây có hàng ngày thì người ta sẽ cho tất cả anh em là full nhiệm vụ để chúng ta làm nhiệm vụ từ săn bếp, nhiệm vụ từ săn ngọc, săn đồ nâng cấp. Và hiện giờ admin đang ngày đêm để làm cho những cái mà event phục vụ cho những anh em nào newbie. Thì ở đây một số anh em đã gia nhập và tham gia cái con game Mufika ở đó 6 này rất là nhiều rồi. Thì những anh em nào vào sau thì có thể vào ở trong là sub 3 hoặc là sub 4, vì những sub đó là đã dành cho những anh em tăng thủ vào trong đó là không bị BK nè. Rồi các anh em có thể là farm ở đó, S ở chỗ đó thì cực kỳ cao. Chúng ta có thể là farm một cái lượng reset nó lên nhanh nhất có thể. Khi chúng ta gia nhập vào một cái con game thì anh em sẽ được hỗ trợ tới tận răng luôn. Vì sao? Vì chúng ta sẽ hỗ trợ được full cây đồ, hỗ trợ được pet nè, hỗ trợ win và hỗ trợ tất cả những gì có trên người anh em. Còn một số anh em không muốn hỗ trợ thì các anh em có thể là đầu tư để ủng hộ server nha. Thì lòng vòng tới giờ mình đã farm đủ nè anh em. Khi mà giao nhiệm vụ xong á thì nó sẽ có một tràng pháo hoa để cổ vũ cho chúng ta là đã làm thành công. Thì cái bước làm thành công xong thì chúng ta chỉ việc là vào trong đây nhấp để nhận con thú thôi. Các anh em thấy không? Một cái con cáo màu đỏ. Thì cái con cáo này ở bên phiên bản Lock Container thì chúng ta mua với cái trị giá cực kỳ cao. Còn ở đây người ta chỉ tặng free thôi. Thì ở đây một có con cáo của mình đó, thì nó có hai cái ký hiệu ở trên lưng nữa nha anh em, chứ không phải là cái con cáo đơn thuần như con gave ở bên mua lock đâu các anh em thấy không? Cực kỳ đẹp nha, lung linh lộng lẫy và cái hình con cáo thì nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Đâu nó gõ từ chi tiết nha, còn cái con cáo bên phiên bản của mobile của mình nó thì nó hơi lem nhem chút xíu, nhìn nó không có gõ. Còn phiên bản của PC thì các anh em biết là lúc nào nó cũng chỉnh từ mm anh em à. Thì hiện giờ mình sẽ kiếm một cái nhiệm vụ nữa để làm cho anh em xem. Và ở đây là mình sẽ lên cái nhiệm vụ là swap. Swap đây là mình đã có làm rất là nhiều rồi và hôm nay mình vào mình review lại cho các anh em biết luôn. Thì đầu tiên chúng ta lại nhận nhiệm vụ ở đây đây.
Nhận xong nhiệm vụ ở đây thì chúng ta có thể là vào trong cộng để đi farm quái. Thì quái nó hơi nhiều anh em, quái nó tới là 1.000 quái lận. Khi mà chúng ta farm đủ 1.000 quái thì chúng ta sẽ nhận được một cái chìa phá. Qua nhận một cái chìa phá thì chúng ta sẽ vào trong được cái cửa boss để săn boss. Khi mà vào trong cửa boss thì chúng ta sẽ nhận được một cái chiếc nhẫn để chúng ta quay vòng quay may mắn. Thì cái đó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực hành thì các em hãy chờ mình trong giây lát thì mình sẽ thực hành cho các em nốt luôn cái này, là nó sẽ có cái gì để cho các em xem và biết luôn là ở con game Mufika nó hỗ trợ cho những anh em nào đam mê MUBG là có gì và được gì nha anh em. Và chúng ta farm xong một cái nhiệm vụ thì chúng ta lại đây cũng y chang ở bên cái map Atlant thôi. Khi chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ thì chúng ta sẽ được một tràng pháo hoa để khích lệ tinh thần. Ở đây chúng ta đã nhận được một cái chìa phá thì tiếp tục mình sẽ đi vào một cái cửa boss để săn boss cho anh em biết thế nào là lễ độ nha anh em. Ở đây thì vào trong cái con boss thì chúng ta farm ở một cái vận tốc rất là nhanh, vì lúc đầu mình mới review cái lần đầu tiên thì farm con boss ngủ lên ngủ xuống đâu đó là tầm gần 40 phút mới chết một con boss. Thì mình đã ra mình thông báo với admin thì nói anh ơi anh feed cái lượng máu rồi đi, nó quá trâu rồi anh ơi. Thì mình đã nhận được một nhẫn và mình sẽ kiếm thêm một nhẫn nữa để cho anh em xem và biết luôn nha anh em. Khi mà mình farm boss xong thì mình sẽ về mình trả nhiệm vụ. Khi các anh em phải trả nhiệm vụ lại NPC này đây, NPC lớn nhất thì cũng có một tràng pháo hoa để vỗ tay cho anh em. Khi mà chúng ta trả nhiệm vụ xong thì chúng ta được 2 chiếc nhẫn. Chúng ta có nhẫn xong thì chúng ta hãy bật cái vòng quay may mắn lên. Các anh em không biết là nó ở cái vòng quay nào thì chúng ta có thể là chọn vào từ cái vòng quay. Thì ở đây cái nhiệm vụ này là cho chúng ta một cái vòng quay là số 2 nha anh em. Vòng quay số 2 thì chúng ta sẽ đạt được những cái gì mà chúng ta mong muốn, xem nó sẽ ra cái gì, ra cái lọ hay cái chai đây anh em, ra một cái con pet nữa thì nó sẽ rất là tuyệt vời. À, như vậy là được một cái con pet hỗ trợ nha anh em. Đây là một cái con pet để nó bay trên người mình chứ không phải để cho mình cưỡi nha. Đây mình sẽ vào cho anh em xem một cái con pet để cho chúng ta lại gắn lên, nó tương tự như là một cái con gấu panda vậy đó anh em. Thì các em liên tưởng tới một cái con gấu panda thì các em sẽ liên tưởng tới là một cái con pet này, thì mình sẽ gắn lên đây nó phụ họa. Con gấu thì nó chạy dưới chân, còn con này thì nó bay trên nóc lận anh em ạ. Và mình sẽ kiếm một cái nhiệm vụ tiếp theo để làm cho các em xem và biết luôn cái nhiệm vụ nó sẽ như thế nào. Thì ở đây mình sẽ lên cái map Cube mình làm nhiệm vụ nha anh em. Thì mình đã lên cái map Cube làm nhiệm vụ xong thì ở trên đó là mình đã farm được 1.000 quái nè. 1.000 quái thì nó bắt chúng ta là cần phải có là 5 viên ngọc và 5 viên ngọc B, 5 viên ngọc sụt để chúng ta mới nhận được phần thưởng. Mà tự giờ mình tưởng là 50 viên ngọc anh em, nó để là 5x mà mình tưởng là 50, mình cứ phân gã ra 50 viên hoài, mình làm không có được anh em ạ. Và ở đây người ta có bán cho mình một cái bùa để khi đi BK. Ở cái phiên bản này á, thì chúng ta xài bùa thì không có phải như những cái phiên bản khác nha anh em. Chúng ta lại những cái NPC rồi chúng ta mua cái những cái mảnh bùa là tăng chí mạng, tăng sát thương, tăng HP, tăng mana, chứ không phải là mua những cái mảnh bùa khác mà chúng ta ăn vào nó sẽ phục ở trên đầu, cái đó là không có nha anh em. Ở đây thì mình sẽ phân rã ra cho anh em xem, mình sẽ lấy ra cho nó là 5 sụt trước nha anh em. Thì các em chờ mình nha, mình sẽ lấy ra 5 sụt nè, mình sẽ lấy ra từ viên cho anh em xem. Từ giờ mình hơi ngáo xíu là mình lấy ra một lần là 10 viên, một lần là 30, một lần 40 để mình làm mà nhưng không có được anh em à. Mình thấy 5x nhưng mà 5x này là 5x nhỏ nha anh em, 5x tiểu học chứ không phải 5x mà trung học với đại học nha. Đậu xanh làm lằng quằng từ giờ cả 5 10 phút vậy đó anh em. Nó cái gì đâu mà để 5 mét mà làm không được. Thì mình sẽ lên trên map Cuba mình nhận phần thưởng cho anh em xem nè. Quái thì mình đã farm 1.000 con rồi, thì các anh em vào trong cái Cuba thì nó có cho mình là 4 bãi quái, 4 bãi quái, nó rất là nhiều quái luôn. Và trong đó thì cái bãi quái chung đó nó chỉ có là 2 3 con thôi nha anh em. Thì các anh em có thể là vào trong cắm một cái bãi quái bất kỳ là chúng ta có thể làm nhiệm vụ được, nó rất là dễ luôn anh em. Thì mình qua cái NPC này đâu, khi các anh em chưa qua cổng là sẽ qua NPC được, các anh em thấy không, mình đã nhận được một cái win rồi đó. Khi mà bấm vào có một tràng pháo hoa nó nổi lên là chứng tỏ mình đã nhận được một cái win. Thì mình sẽ vào trong cái kho đồ cho anh em xem. Đó, một cái win for ghi thì nó cho chúng ta những cái chỉ số thông tin là sẽ full hết nha anh em. Nó tương tự như là một cái win whip trên người của mình luôn, nó không khác gì, nhưng mà nó khác là cái tỷ lệ của mình là 16%, còn nó là chỉ có 15% thôi, nó sẽ rẻ hơn một chút xíu nào đó, là nó thấp hơn cái lượng đam của cái win mình đang nha. Nhưng mà như vậy á thì nó khá là whip của anh em. Còn anh em mới vô mà mua cái win ở trên shop thì các anh em không có được cái lượng đam như gì, một cái lượng thủ và một cái lượng tấn công như gì đâu. Thì video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây.